Kênh Đẩy Lùi Bệnh Tật xin mến chào quý vị bà con cô bác đã đến tham gia chương trình bữa nay. Bữa nay sẽ là phần 2 của hỏi và đáp. Trước khi trả lời, mình có nói với quý vị một tin mừng là bữa nay bắt đầu mình sẽ tạo ra một cái đường dẫn kế bên cái chỗ mà discussion á, khi quý vị vô cái trang chính của kênh á, chỗ about á, thì quý vị bấm vô cái chỗ about này á, thì phía dưới nó sẽ là những cái đường dẫn chỉ cho quý vị những cái loại thuốc nào quý vị có thể mua, không cần phải to bác sĩ cho sức khỏe của quý vị. Sức khỏe là vàng, không có làm mất thời gian của quý vị nữa. Chúng ta hãy bắt đầu. Có một bạn hỏi cho chương trình là mình xem xong video thấy đúng thật, mình hai người chéo chân nên chân bị tê, phải thay đổi thói quen mới được. Dạ vâng ạ. Nếu cơ thể thiếu vitamin thì uống một viên tổng hợp là đủ chưa bạn? Vì mình không thể biết được mình thiếu vitamin gì, mong được tư vấn ạ. Dạ vâng, bạn hỏi thì mình xin trả lời. Thì đây là trường hợp nói chung chung. Tại vì sao? Bởi vì mỗi người á, cơ thể nó khác biệt, nó khác giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ đó, thậm chí phụ nữ á, độ tuổi của mình nó cũng khác nhau luôn. Đặc biệt là phụ nữ mình hay qua những cái chu kỳ kinh nguyệt rồi đó, nó rất là khác biệt. Cho nên mình muốn chính xác người nào mà thiếu cái gì á, bao nhiêu là phải cần thử máu để mình biết. Còn đây mình nói về vấn đề bình thường, thì người thường không á, thì một viên á, là đã đủ rồi. Và quý vị nhớ cho em nha, đây là mình nói vấn đề chung chung đó. Đặc biệt cái trường hợp này hay xảy ra bệnh viện cho nên mình hay nói luôn. Một số á, bệnh nhân mà bị gọi là giống như là bệnh bướu cổ rồi đó, hay là bị gói lợi tuyến giáp, hay uống một cái bệnh nó gọi là levothyroxine á, thì quý vị nhớ cho em, khi quý vị uống thuốc á, là cái anh levothyroxine đó, cái thuốc cho tuyến giáp á, là phải uống một mình nó cho buổi sáng trước khi uống bất cứ loại thuốc gì. Còn cái vitamin này á, nó có những, thường nó có những cái kim loại trong đây cho nên ảnh hưởng đến độ thẩm thấu của những cái thuốc khác. Cho nên mình khi mình uống vitamin thì nên uống vitamin ở cái khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ như trường hợp này, một bệnh nhân mà có uống levothyroxine cho tuyến giáp thì mình khuyên là uống cái levothyroxine cho tuyến giáp vào buổi sáng và trước tối trước khi đi ngủ thì uống cái vitamin này. Tại sao? Tại mình có 12 tiếng rồi. Tại vì cái thuốc á, quý vị nhớ cho em á, gì mà uống vô là nó sẽ lên đúng không? Rồi khi mà thận hoặc gan mà nó lọc ra thì thuốc từ từ nó sẽ hết đi. Thì khi mà mình uống 12 tiếng như vậy á, thì sao? Thì cơ thể mình á, nó có thời gian nó sẽ lọc bớt và nó sẽ giảm đi cái phản ứng phụ giữa những cái loại thuốc. Cho nên thường nếu mà thuốc, có những thuốc mình phải tách nó ra nha. Tiếp theo quay lại trường hợp là mình sẽ lấy ví dụ phụ nữ là ví dụ thấy ha, chỗ này á, phụ nữ mà dưới 50 á và trên 50 thì một số chất á, là nó không đổi, nhưng một số tại cơ thể mình mà sinh lão bệnh tử cho nên phải đổi cái nồng độ, phải tăng nồng độ lên và phải thêm những chất vitamin và khoáng chất khác. Thì cái danh sách đây nó rất là nhỏ, khó đọc, nó rối đó, quý vị đừng lo. Cái kế tiếp là em làm rất là rõ. Đây, trước mắt là mình nói về cái vitamin B1. B1 là nó giúp cho hệ thống thần kinh, giúp cho năng lượng. B1 này nằm ở đâu? Là nằm trong thực phẩm của mình như là thịt heo nè, bánh mì, những cái hạt đậu, vân vân. Tiếp theo là B2. B2 thì nó giúp cho da của quý vị nè, mắt, năng lượng. B2 này tìm ở đâu? Tìm thấy trong sữa, bánh mì, lá cây. Lá cây tức là ý nó là rau quả để mình ăn á, chứ không phải là ra ăn cái lá cây ở ngoài. Mình nói giỡn vậy thôi, lâu phải có chút vui vẻ là chứ nghe kiến thức mà nhiều khi mình căng thẳng quá nó cũng làm cho quý vị cũng buồn chán. Tiếp theo là B3.
B3 này thì nó giúp cho cái gì? Nó giúp cho hệ thống tiêu hóa, da, hệ thống thần kinh, năng lượng. B3 tìm thấy ở đâu? Trong thịt, cá, lúa mạch và những cái rau củ quả mình ăn đâu đó. Còn cái anh là pantothenic acid, cái anh này á là nó giúp cho năng lượng nha. Và cái biotin, chất này á là giúp cho năng lượng. Tiếp theo là B6 này là nó quan trọng trong cái vấn đề cho cái hệ thống tạo máu của mình. B6 tìm thấy ở đâu? Thịt, cá, củ quả rồi đó. Tiếp theo folic acid, cái này rất quan trọng, mình có một cái slide riêng cho nó phần kế tiếp đó. Và tiếp theo là cái anh B12 nó quan trọng là chỗ nào, nó giúp cho hệ thần kinh của mình, hệ thần kinh của mình đó. Là thiếu B12 cũng có thể tạo ra tê chân rồi đó. Thì B12 nó nằm ở đâu? Thịt, cá, hải sản, quý vị thấy không? Quan trọng những cái gì nếu mà mình ăn uống bình thường là mình cơ thể mình nó hấp thu là nó hoạt động thôi. Cho nhiều người họ không ăn, ví dụ như một số diễn viên người mẫu nhịn ăn, nói sao cơ thể trên nó bị suy yếu là đúng rồi. Nó phải cần năng lượng thực phẩm vô nó tái tạo chứ. Mình không ăn rồi hỏi sao tôi mệt. Tiếp theo vitamin C. Thì quý vị thấy là vitamin C rất quan trọng cho hệ thống miễn nhiễm và nó giúp cho mình thẩm thấu cái sắt nhanh hơn. Một số người mà thiếu iron rồi đó, mất máu rồi đó, sắt đó, thì phải cần vitamin C để nó giúp cho thẩm thấu vô cho nó nhanh. Và cái vitamin C này nằm đâu thì quý vị đã biết quá rõ là một số cái trái cây mà chua chua đó, cà chua rồi strawberry rồi đó, ăn là sẽ có vitamin C. Tiếp theo vitamin A. Vitamin A thì nó giúp cho cái gì? Giúp cho mắt của mình nè, da, hệ thống miễn nhiễm đó. Vitamin A thì thường nó nằm ở đâu? Nó nằm trong bơ, sữa, trứng, gan, trái cây nữa. Vitamin D thì sao? Nó cần cho sự thẩm thấu của calcium trong cơ thể mình để nó tạo xương rồi đó. Vitamin A nó nằm ở đâu? Đi chứ, em xin lỗi, vitamin D nằm ở đâu? D nằm trong cá, thịt, trứng, sữa, rồi gan heo, gan bò đó. Tiếp theo vitamin E. Vitamin E này á là cái quan trọng ở chỗ nào? Là nó chống lão hóa, nó bảo vệ cái tế bào của mình. Vitamin E này thì tìm đâu? Ăn từ những cái hạt xít như là soybean là cái hạt đậu nành nè, nó nằm trong những cái rau củ quả rồi trứng, gan rồi đó. Vitamin K quan trọng cho cái hệ thống máu của quý vị, đặc biệt là nó giúp cho ví dụ khi mà mình bị tổn thương mà chảy máu thì nó giúp cho mình bị đông máu, chứ bị thương mà chảy máu hoài nếu bị mất máu là coi như tiêu tán đường. Và bên cạnh thằng vitamin K đặc biệt là nó rất là nhiều trong cái rau củ quả màu xanh, ví dụ cái trái cái lá keo này rất là nhiều nè, spinach nữa, xà lách son nữa lắm đó. Những cái trái cây mà nó cứ màu xanh là quý vị ăn vô là sẽ có vitamin K. Nhưng mà nhớ nha, quý vị phải một số người mà có uống cái thuốc bị bệnh mà máu không đông mà uống warfarin á, mà có bị ai mà uống những warfarin thuốc hồi xưa người ta trị chuột á, là phải cho em biết nha. Tức là khi mình đó là ăn uống cũng được những cái lá xanh vitamin K này, nhưng mà không được điều chỉnh, ăn cho nó đúng. Tại vì vitamin K nó cũng ảnh hưởng tới cái độ hoạt động của cái thuốc chống gọi là máu bị đông. Đó, cái thuốc gọi là warfarin hay coumadin rồi đó, quý vị nhớ nha. Nếu mà ai có uống rồi đó thì nói cho em biết cụ thể để mà em tư vấn cho, rất là nguy hiểm. Chứ không khéo mà máu mà nó đông trong cơ thể mình là coi như chết á. Chuyện đó không phải dẫn chơi đâu nha. Đây, một cái bệnh mà nãy mình nói là một cái loại vitamin của nhà họ B á, folate hay là folic acid á. Cái chất này á rất là quan trọng, đặc biệt cho chị em
trước khi mang thai, quý vị nhớ là trước khi mà mình có muốn mà mình có em bé là trước khi cỡ một năm là mình phải uống vitamin đầy đủ cho cơ thể nó đầy đủ, và đặc biệt là khi có em bé vẫn tiếp tục uống. Tại sao? Khi mà mình thiếu cái chất folate hay là folate acid hay là folate như vậy nè, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cột sống. Đây là một, đúng ra nó phải bình thường như vậy, nhưng mà khi mình thiếu cái chất này á, quý vị thấy không, cái chất gọi là chất, nói nôm na là chất nhầy trong cái xương của mình, nó không đóng được và nó bị văng ra khỏi, giống như nó lòi ra khỏi cái cuộc sống này, quý vị thấy không, rất là đau đớn, rất là nguy hiểm, đây trường hợp rất là đau lòng, quý vị phải nhớ nha. Cho nên vitamin á, nhiều khi mình không để ý mà nó có những cái biến chứng rất nguy hiểm, cho nên phải ăn uống mà sống khỏe, sức khỏe là vàng, là như vậy đó, em cứ kêu gọi hoài là vậy. Tiếp theo em xin đi sâu một chút xíu, một số giống như là iốt á, mình hay nói iốt á nó quan trọng. Tại sao iốt nó giúp cho trẻ em phát triển cái hệ thống não trong bào thai và nó giúp cho xương của mình nó đúng cứng tốt. Tiếp theo là cái enzyme này thường là anh cho hệ thống miễn nhiễm, giúp cho khi mình bị thương nó giúp cho hàn vết thương nhanh hơn. Tiếp theo anh magnesium giúp cho hệ thống miễn nhiễm, tim, xương, năng lượng. Còn selenium này á, cái chất này thì cơ thể mình nó cần ít thôi, nhưng mà nó giúp cho chống lão hóa. Cho nên chị em là chú mà trên 50 là cũng cần cái này. Tiếp theo mình nói về đồng. Đồng thì nó giúp cho cái hệ thống gọi là hệ thống máu của mình á, và thần kinh, miễn nhiễm và xương luôn. Tiếp theo cái anh manganese nó quan trọng chỗ nào? Cái này thì nó giúp cho vitamin K, tức là cũng ảnh hưởng tới cái hệ thống máu của mình đó, giúp cho khi mà bị chảy máu rồi đông bình thường, và giúp cho năng lượng. Và đặc biệt cái anh này hay lắm, quý vị nên nhớ như cái chất oxy đó, bình thường đó, khi mình đủ những cái electron ở ngoài nó bình thường, nhưng mà có nó ở những cái trạng mà cái electron nó không có được bền vững á, là nó thành một cái dạng rất là phản ứng mạnh, rất là mạnh, nó có thể đi nó phá hủy những cái tế bào mình luôn. Thì cái anh mangani này á, anh vô anh sẽ vô hiệu hóa cái anh oxy mà ở trạng thái là phản ứng mạnh, chứ là không có được bền vững á, vì nhớ năm nay cho em vậy. Tiếp theo là anh xin nói về cái anh chromium. Cái anh này á nó quan trọng chỗ nào? Anh giúp cho phát triển não này, mà đường trong cơ thể mình á nó điều tiết cái đường cho nó đúng. Đường ít quá cũng đâu được, cơ thể mình nó cần đường, mà đường mà cao quá là thành tiểu đường. Và đặc biệt nãy em có nói hiểu nói là một số bác á, gọi là bác gái á, mà khi trên 50 tuổi á, là trong cơ thể mình á sinh lão bệnh tật, mà mình lớn vậy thì trong cơ thể mình nó có những cái chất độc nó biêu rất, nó tích tụ. Thì cái anh molybdenum này nó vô nó sẽ phá hủy, nó giúp đi nó phá hủy cái chất độc này mà nó đưa ra ngoài. Thậm chí cái chất đó là cái chất sulfide, là một cái dạng cơ thể mình nó không thích, nó rất độc hại cho cơ thể. Thì quay lại mình xin nói là thường á, trường hợp của bạn á, nếu mà bình thường bạn chỉ uống một viên là đủ rồi. Bởi vì nhớ nếu mà bạn uống những cái loại thuốc khác á, thì nên uống cái như nãy mình nói á, có thể là email hoặc hỏi mình thêm. Còn nếu trường hợp bạn không có uống nào hết, chỉ có uống vitamin thôi, thì một viên là đủ, có thể uống một sáng như mình đó. Còn khi mà quý vị mà có uống nhiều loại thuốc á, phải nói cho em biết, để em biết nó có phản ứng với nhau. Thuốc vẫn phản ứng với thuốc nha, và đồ ăn vẫn phản ứng, vẫn phản ứng với thuốc nha. Vậy nên phải để ý cho vấn đề đó. Có thể có nhu cầu thì cứ liên hệ cho kinh sẽ giúp ích cho đời. Tiếp theo một cái câu thứ hai của một bạn có hỏi là hôm nào bạn làm vấn đề về nhức xương khớp đi, bệnh gì mà không uống collagen được,
hai cái này cũng là mình cần tìm hiểu và cả nhiều người đó. Dạ cảm ơn bạn hỏi, thì kênh xin trả lời. Bữa nay mình xin nói về tác dụng của collagen. Collagen này á là nó rất quan trọng nha quý vị. Quý vị chỉ nhớ nó là một cái chất mà nó cần thiết cho móng tay của mình, xương, khớp, tóc, mô liên kết và da. Thì thường á trong cái chất collagen này á, nó có hai cái anh gọi là cái thành phần trong đó, cái chất proline và cái chất lysine. Nó là một cái amino acid, nói nôm na là trong cái, nó cần hai cái đó trong cái bộ phận của nó đó. Và tiếp theo là nó cần vitamin C, đúng chưa? Cho nên vì lý do đó, một trong ba này nó bị hư một chỗ nào đó thì collagen nó không có hoạt động, nó bị hư đi. Thì khi mà làm vậy, khi mà collagen mà nó bị hư á, nó ảnh hưởng tới cái vết thương của mình, tức là vết thương sẽ lâu lành và những cái xương của mình hay răng của mình nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì thường á, nếu mà một người nào đó bình thường như mình ăn uống bình thường giống như là thịt, cá, trứng đồ, thì cơ thể mình nó sẽ tạo ra collagen. Và khi mình có những chất đồng zinc, vitamin C bình thường là cái collagen của mình nó hoạt động tốt, đúng không? Nhưng mà nếu cơ thể mình thiếu copper, zinc, vitamin C á, thì nó cũng ảnh hưởng đến collagen. Cho nên một lần nữa, vitamin rất là quan trọng. Một tí nữa quý vị nhớ thì gửi cái đường link cho quý vị mua vitamin mà uống. Tiếp theo á, quý vị cũng nên cẩn thận là ngoài thị trường nó có bán một số collagen á, dạng bôi cũng có và dạng uống cũng có. Còn cái dạng uống á, nhiều khi á, nó làm cho mình buồn nôn, nhớ là cơ thể mình nó không chịu. Nhưng mà quý vị nhớ nha, cơ thể mọi người mỗi khác, có người buồn nôn ít, có người buồn nôn nhiều, có người không buồn nôn luôn. Cho nên bất cứ lúc nào khi mình uống một cái gì đó mình thấy cơ thể mình nó lạ, nó phản ứng lạ là phải nói cho bác sĩ, họ cho em biết đi, rất là nguy hiểm. Và collagen này á, những người uống thì có nói là cái cảm giác nó làm cho mình khó chịu, nó dùng những cái vị giác, những cái chất đó làm cho không tốt. Cho nên uống collagen thì nên uống cái dạng kem nha, cho nó coi làm sao rồi sau đó mình tính tiếp. Đi là mình đi từng bước một lên bước hai. Và một số cái collagen ở ngoài á, nhiều cái hãng nó làm á, nó bỏ những cái chất gọi là độc hại. Ví dụ như một số collagen nó thay chất cadmium, cái này là một chất rất độc hại, kim loại nặng á, cơ thể mình nó không thích đâu. Cho nên quay lại cái câu hỏi của bác hay là của bạn này nè, là khuyên là nên là tập thể dục, ăn uống và uống vitamin. Và nếu cần thì có thể mua cái collagen, cái dạng kem mà bôi vô, tập thể dục, tập nhẹ thôi, ví dụ như đi đứng này kia kia nọ. Còn nhiều hợp nó nặng quá là phải coi, nhiều khi mình phải biết cái nguyên nhân của mỗi người mỗi khác đâu. Không biết là trường hợp ví dụ như một số bệnh nhân mà họ bị hồi xưa họ bị té, là họ bị chỗ đó làm không có đúng, là bị biến chứng này kia kia nọ, mình phải biết. Cho nên mỗi người là mỗi khác nhau, đây là nói vấn đề chung chung, cụ thể là phải đến bác sĩ của bạn để mà biết. Tiếp theo, một bạn có hỏi là cảm ơn bác sĩ cho câu hỏi em lên top. Cảm ơn em luôn. Em có mấy đứa trong xóm còn phê lá đu đủ, bác sĩ vui lòng làm video phân biệt đập đá thuốc phiện, phê cần phê đu đủ để bà con tránh hạ. Chúc bác sĩ ngày càng phát triển thành đạt và thịnh vượng hơn. Dạ cảm ơn. Bạn hỏi thì mình xin trả lời. Trước mắt à, theo như mình nghĩ và mình biết à, cái mà cái lá đu đủ bạn nói á, ở Mỹ nó gọi là cái marijuana, tức là cái lá cần sa đó nha. Nó giống đu đủ mà nó không phải đu đủ nha. Thì sẵn dịp đây mình cũng nói luôn, chất gây nghiện nó có nhiều dạng với mọi hình thức. Ví dụ như hút thuốc, thuốc lá cũng là một chất gây nghiện rất phổ biến, nhưng mà xã hội mình chấp nhận nó. Rồi uống rượu nữa, tới 18 triệu người đây. Và cái marijuana, cái lá mà giống đu đủ bạn nói á, một lần nữa mình xin nhắc là cái này là marijuana chứ không phải lá đu đủ nha. Lá đu đủ không có gây nghiện nha. Và một số mà thuốc mà giảm đau cũng tạo cho gây nghiện. Cocaine
là cocaine, nó là gọi coke và heroin. Thì quý vị, còn đây là quý vị thấy không? Heroin là nó được làm từ cái tinh chất của cái cây, nó giống như vậy đây. Còn marijuana là từ cái chất này. Còn Coca-Cola nó gọi là crack, là cái hình nó giống vậy. Đây nè, cocaine á là cục giống như đường tán vậy đó. Thì cục cocaine á làm được cái lá này. Đó, cái lá cocaine là nó vậy. Còn heroin á, hồi nãy mình nói là từ cái lá giống như cái bông hoa đó. Thì cũng xin nói với bạn luôn, thì những chất kích thích á, ngoài cái chuyện mà lấy được tinh chất từ cây cỏ rồi đó, nó cũng thể tạo được cái phòng thí nghiệm của con người. Mà gần đây nhất á, là mọi người á, giới trẻ rồi hay xài cái meth á. Cái chất này nó nguy hiểm hơn cả cocaine ở chỗ nào? Ở vị thấy chỗ này nè. Ví dụ như sau 1 giờ sau khi mà họ xài cocaine thì 50% của cái thuốc nó đã được tải ra ngoài rồi, qua thận qua gan. Nhưng mà khi mà làm cái mét này á, tới 12 tiếng sau nó vẫn còn một nửa trong cơ thể của quý vị thấy không? Rất nguy hiểm. Và cái mét này á, nó còn tạo ra một cái hiện tượng là narcolepsy. Narcolepsy là cái tượng mà cái hiện tượng mà mình đang bình thường vậy, đang nhiên tự yên vậy đó, ngủ gật, không có báo trước, ví dụ đang chạy xe mà ngủ cái gật liền, quý vị thấy không? Rất là nguy hiểm, hơi xảy ra tai nạn. Và đây là muốn nói là cái cảm giác mà chất sướng á, nó có nhiều cái tạo cho mình gây ra sướng. Ví dụ mình tập thể dục nè, mình quan hệ, là nói hôm nay là quan hệ với nhau đó, quan hệ tình dục đó, hoặc là mình ăn uống những cái chất mà trong thực phẩm của mình á, ví dụ như sô cô la nữa, nó cũng tạo ra sướng. Nhưng mà những chất này, những cái ba này là bình thường, nhưng mà khi mà qua tới cái chất kích thích và cái chất giảm đau là không bình thường. Tại sao? Tại vì nó tấn cái receptor của mình trong não của mình á, nó tăng lên rất là cao, và nó tạo ra cái biến chứng là mình phải tìm thuốc hàng ngày. Ví dụ như đã thử một lần rồi, cơ thể mình nó chịu, nó lại phụ thuộc vô, ngày mai nó phải đi kiếm cái đó, nó xài tiếp để cho thỏa mãn cái bộ não của mình, thì nó tạo ra nghiện. Cho nên là quý vị nhớ là những cái thuốc giảm đau là cái chất kích thích rất là nguy hiểm là vậy. Cho nên sao? Vì tương lai sự nghiệp và thế giới, chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi kinh. Xin quý vị nhớ coi, chia sẻ cho mọi người cùng biết, để giúp cho mọi người có sức khỏe là vàng, có vàng là có tất cả. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại lần sau.